Và nói tới Fed giảm lãi suất và tiền thì các bạn đã nhớ có một lần tôi chia sẻ là lúc nào cũng như vậy mỗi lần có vấn đề xảy ra đó thì Fed in tiền kích thích nền kinh tế là điều mà họ sẽ làm đó là công cụ duy nhất và ra công cụ họ luôn sử dụng cho nên tiền mãi mãi mất giá theo thời gian chúng ta đã nói tới là khi mà có dịch bệnh xảy ra thì các bạn thấy là giải quyết như thế nào giải quyết là in tiền bơm vào trong thị trường khi mà có khủng hoảng bất động sản thì như thế nào các bạn in tiền bơm vào thị trường khi mà có khủng hoảng bong bóng đặc không thì như thế nào in tiền bơm vào thị trường và một ngày nào đó khi mà người hành tinh đến trái đất thì à, các bạn thấy được là Fed sẽ làm gì các bạn in tiền bơm trong thị trường thì hôm nay nó có một cái video được chia sẻ khắp nơi đây là một cái buổi điều trần tại quốc hội ở hoa kỳ và trong buổi điều trần này đó có một người tên là david rush đây là một cụ quan chức tình báo hoa kỳ và đã tuyên thệ trước quốc hội và người này đã tuyên bố đó là người ngoài hành tinh tồn tại và chính phủ Hoa Kỳ đang sở hữu vật uh, thể bay không xác nhận có nghĩa là UFO và các vật thể không phải là con người nghĩa là chính phủ Hoa Kỳ đã biết được là có sự tồn tại của người ngoài hành tinh và các vật thể ngoài hành tinh nhưng mà đang giấu giếm hiện bây giờ thì uh, các bạn nghĩ là Fed sẽ làm gì khi mà có thông tin này <laughs> thường nói vậy với các bạn mà thôi nhưng mà cái clip này rất là ngắn thường chia sẻ cho những bạn nào quan tâm If you believe we have crashed craft uh, stated earlier do we have the bodies of the pilots who piloted this craft as i've stated publicly already in my news nation interview uh, biologics came with some of these recoveries yeah um, were they i guess human or non-human biologics non-human and that was the assessment of people with uh, direct knowledge on the program i talked to that are currently still on the program ngoài hành tinh nhưng mà không phải là người. Các bạn nghĩ là có người ngoài hành tinh thật hay là không các bạn? À, thuận là một người mà rất là thích xem những phim khoa học giả tưởng và gần đây đó, Thuận xem một bộ phim ở trên Amazon Prime đó, nhưng mà nào mà có Prime thì cũng nên xem một phim này gọi là The Free Pro. À, thuận thấy nó cũng rất là hay các bạn, hay là tiếng Việt gọi là thế thân. Thì uh, Thuận tin là sẽ có người ngoài hành tinh có những cái nơi khác ngoài Trái Đất này. Nhưng mình thường lại không hy vọng chúng ta sẽ gặp được các bạn Giống như là Stephen Hawking đã từng nói Chúng ta hãy nghĩ đến là khi mà người da trắng đến mảnh đất của châu Mỹ này Khi mà họ tìm ra mảnh đất này thì mảnh đất châu Mỹ này đã, trước đây là những người màu da đỏ Thì chúng ta đã biết là khi mà người da trắng gặp màu da đỏ thì kết quả của mò da đỏ ra sao Khi mà người hoàn tinh đến được trái đất rồi mà chúng ta chưa đến được họ mà họ đến được chúng ta rồi đó Thì họ sẽ là người da trắng mà chúng ta sẽ là mò da đỏ các bạn Đó là cái suy nghĩ của Stephen Hawking Thuận mới xem thì các bạn thấy được là Stephen Hawking mới đi thôi đó mà đã ra đi tổng cộng là 5 năm rồi các bạn, từ ngày 14 tháng 3 năm 2018 cho đến bây giờ. Trở lại với lại những đề tài tài chính á, thì các bạn thấy được là Fed đưa ra công bố lãi suất và họp báo là thông tin lớn nhất liên quan tới tuần này. Nhưng mà chúng ta lại thấy được là ngày mai đó sẽ có một thông tin khác nữa cũng rất là quan trọng các bạn đó chính là GDP tổng sản lượng quốc nội ở Hoa Kỳ để xem coi là nền kinh tế trong quý 2 ở Hoa Kỳ đó ra sao. Ước tính bây giờ là 2.0 các bạn à, để xem coi ngày mai đó sẽ là như thế nào và chỉ số này cho quý 1 là 2.0 thì đợt này đó Hy vọng cũng là 2.0 rồi ngày thứ sáu chúng ta cũng sẽ nhận được thông tin liên quan đến chỉ số phần trăm lạm phát PCE chúng ta đã biết là PCE nó thường đi sau uh, CPI cho nên chúng ta sẽ thấy được là cái chỉ số PCE đợt này cũng sẽ giảm mạnh tôi nghĩ là như vậy tại vì hai chỉ số nó, nó đi song song với nhau cho nên cũng không có gì gọi là quá bất ngờ đâu tôi nghĩ cũng sẽ giảm mạnh mà thôi khi nào đến đó thường sẽ chia sẻ thêm thông tin với các bạn và hôm nay đang ngoại trừ thông tin liên quan tới Fed chúng ta lại có những cái sự kiện rất là quan trọng đến từ quốc hội ở Hoa Kỳ các bạn ngày hôm nay đó là ngày mà chúng ta có hai dự luật được thúc đẩy các bạn hai dự luật đó là hai luật gì hai dự luật đó đó chúng ta được là dự luật đầu tiên là Financial Innovation and Technology for the 21st Century và thứ nhì đó chính là cái dự luật liên quan đến blockchain có tên là blockchain regulatory certainty act và hai dự luật này đó nếu như nói tiếng việt đó, thì uh, thường dùng google để dịch ra đó là dự luật đổi mới tài chính và công nghệ cho thế kỷ 21 và dự luật về quy định blockchain thì hai dự luật này hôm nay đã được uh, thảo luận tại hạ viện ở Hoa Kỳ các bạn và ở trên Twitter các bạn sẽ thấy được là có rất nhiều những cái video clip như đây là cái video clip ngày hôm nay đến từ dân biểu French Hill dân biểu French Hill cũng là phó chủ tịch của quỹ ban dịch vụ tài chính ở Hạ viện cũng đã lên phỏng vấn với lại CNBC nói là tại sao ủng hộ dự luật này muốn crypto phát triển ở Hoa Kỳ. Chúng ta cũng có những cái clip khác giống như, như đây là cái clip cũng là dân biểu French Hill đã chia sẻ ở Hạ viện ngày hôm nay. Chúng ta cũng có cái clip này đến từ dân biểu Richie Torres cũng đã chia sẻ công việc của mình và ủng hộ dự luật này. Và chúng ta cũng có một người nữa là dân biểu Willie Nickel cũng đã lên tiếng ủng hộ dự luật này. Đương nhiên chúng ta có người ủng hộ và có người không ủng hộ. Nhưng mà cái số lượng người mà lên tiếng ủng hộ đó, nó đã nhiều hơn cái số người mà không ủng hộ ngày hôm nay. Có một số người đương nhiên là không có đồng ý với dự luật này. Nói là nó chưa có hoàn hảo. Và chúng ta thấy là có những người mà không ủng hộ dự luật này đó thì họ nói là thứ nhất là họ không ủng hộ crypto thì cái đó là dễ hiểu thôi chúng ta có những người như là Brad Sherman thì không ủng hộ crypto chứ không liên quan đến dự lực này hết nhưng mà có một số người đó họ cũng ủng hộ crypto nhưng mà họ cảm thấy dự luật này đã trao quá nhiều quyền hành À, cho CFTC, ban quản lý hàng hóa của Hoa Kỳ thay vì là trao quyền hành cho SEC và dự luật này đó có thể là dẫn đến à, một số công ty có thể tách luật được có nghĩa là họ sẽ sử dụng cái luật này nếu như mà được thông qua để phát hành những token mà rõ ràng là chứng khoán nhưng mà lại không cần phải đăng ký với SEC thì à, cũng đã có rất nhiều người như là các bạn thấy là dân biểu Will hay là chúng ta à, nói tới à, dân biểu Richie Torres thì cũng đã giải thích là không. Như luật này đã nói rất rõ ràng là những ai mà phát hành token mà dựa vào chứng khoán hiện tại, có nghĩa là những gì mà đã được định nghĩa là chứng khoán bây giờ đó giống như là trái phiếu hay là hợp đồng đầu tư hay là chúng ta nói tới uh, chứng khoán hiện tại mà nếu như ai đó muốn phát hành token dựa theo chứng khoán đó thì đó sẽ là một chứng khoán mà được quản lý bởi SEC chứ không có phải là xem như là token mà được quản lý bởi CTC được. Dự luật này đó nó chỉ liên quan đến là phát hành những token trong thị trường crypto này mà thôi. Giống như chúng ta nói tới là như nó là XRP, Matic vân vân. Dự này nhằm để mà định nghĩa và giải quyết cái vấn đề đó và những cái dự án nào phát token ở Hoa Kỳ đó thì sẽ hợp pháp và không cần phải đăng ký với SEC trong thời gian đầu tiên. Đương nhiên vẫn phải chia sẻ thông tin với SEC, nhưng mà trong một thời gian nào đó đó nếu như mà dự án đó không có thay đổi mình trở thành đủ phi tập trung thì đó sẽ là một chứng khoán còn nếu như mà đã chứng minh được mình là đủ phi tập trung dựa theo luật thì sẽ là một hàng hóa quản lý bởi SEC Nói chung đó thì nhiều dân biểu ủng hộ crypto cũng đã so dịu à, những người nào mà họ lo lắng là dự luật này sẽ trao hết quyền cho SEC mà không trao quyền cho ACC thì cũng đã so dịu những người đó các bạn. Nhưng mà trên thực tế đó các bạn đã biết là thị trường crypto này nếu như mà dựa theo luật được đưa ra từ Hạ viện Hoa Kỳ dự luật chúng ta đang nói tới đó thì phần lớn là không phải chứng khoán các bạn là hàng hóa và SEC sẽ coi như quản lý một phần cực kỳ nhỏ mà thôi còn phần còn lại là sự quản lý bởi CFTC trên giấy tờ đây thì cảm thấy được là SEC sẽ quản lý rất là nhiều nhưng mà trên thực tế quản lý rất là ít các bạn cho nên SEC đương nhiên là không thích dự luật này à, nhưng mà chúng ta thấy được là những người ủng hộ thì rất là đông những người mà không ủng hộ cũng có nhưng mà không có đông bằng và một trong những người mà không ủng hộ đó chúng ta thấy được đó chính là Stephen Lynch đây cũng là một dân biểu và người này đó đã nói là chúng ta không cần có luật mới tại vì chúng ta thấy được là chủ tịch Gay Gensler đã có thể áp dụng cái luật hiện tại thành công và đã có 130 vụ kiện And uh, I want to address the the claim that the SEC has been exercising regulation by enforcement, uh, as if there are no guidelines out there that these crypto firms would would uh, be bound by, uh, Mr. Gensler at the SEC has brought. So 131 cases. Đầu xuống, các bạn, 131 cases. He's won 130 camera. and a half. If you count the Ripple case last week. So what he's doing, the SEC is regulating by the application of law, right? Thì biểu Hill also said, "No, no, no." SEC không phải là thắng 130 vụ kiện mà SEC đã thỏa thuận 130 vụ kiện Có nghĩa là nếu chúng ta nhìn vào những cái vụ kiện mà thực sự ra tòa đó Thì SEC tốn rất nhiều thời gian Và cuối cùng đó, chúng ta nói tới những cái vụ lớn đi như là chúng ta nói tới uh, Ripple và SEC Hay là chúng ta nói tới Library đi Thì tới cuối cùng cái token Library và cái token XRP Và cái... Token library thì tới bây giờ đó, về mặt pháp lý vẫn chưa rõ ràng. Các bạn đã biết là cuối cùng thì công ty đó họ đã ngưng hoạt động, cho nên sẽ không tiếp tục kháng cáo hay là sẽ không có tiếp tục ra tòa với SEC nữa. Nhưng mà về token XRP thì rất rõ ràng là không phải chứng khoán dựa theo cái quyết định đến từ thẩm phán Torres. Cho nên nếu nói là SEC thắng 130 điều kiện thì không đúng. SEC đã có thể thỏa thuận và giải quyết 130 điều kiện thì đúng tại vì những công ty còn lại đó họ không ra tòa họ nói là ok họ muốn đóng phạt rồi cứ tiếp tục làm việc của họ mà thôi cho nên không có nghĩa là SEC thắng chứ còn nếu nói tới ra tòa thực sự đó thì SEC rõ ràng đã không chứng minh được token XRP được chứng khoán đây là cái phần được chia sẻ bởi dân biểu Frank Hill để thường chia sẻ phần này với các bạn by provisional authority that's not correct at all and the fact that the SEC has won almost 130 cases Not true. They settled 130 cases. And they're confusing and disjointed. And we saw the most recent example of that in the, in the Torres decision in XRP, the Ripple case last week. That's why we need to act. thì kết quả ngày hôm nay ra sao các bạn đã thấy là cũng có thêm một người nữa mà chúng ta cũng thường hay nói đến là thơm m thì cũng cùng lúc đó cũng đã nói về cái dự luật liên quan đến quy định blockchain và cả hai dự luật này đó ngày hôm nay kết quả là đã được thông qua ủy ban này thì thông qua buổi ban này có nghĩa là gì các bạn có nghĩa là hai dự luật này đã sẽ được đồng ý để tiến tới một cuộc bỏ phiếu toàn diện tại hạ viện tại vì trước khi mà ra bỏ phiếu đó thì ít ra trong buổi ban này phần đông phải nghĩ là đây là cần thiết và dự luật này đó là tốt đối với họ thì mới bắt đầu là cho tất cả dân bị bỏ phiếu. À, và đây là lần đầu tiên các bạn, một trong những điều mà cực kỳ quan trọng. Đây là lần đầu tiên dự luật crypto riêng lẻ được bỏ phiếu. Trước đây đó các bạn thấy là nói tới crypto thì nó là một phần của những dự luật khác mà thôi, giống như là dự luật liên quan đến cái tiền được sử dụng bởi quốc hội đó thì các bạn thấy được là đó là một phần nhỏ của cái dự luật đó nhưng mà đây là dự luật riêng lẻ được bỏ phiếu lần đầu tiên liên quan đến crypto các bạn đã thấy crypto đã thực sự đi vào chính trị rồi và điều mà Thuận muốn nói với các bạn ở đây đó là cho dù những người mà ủng hộ hay thậm chí những người mà không ủng hộ nghĩ sao đi nữa thì không ai có thể bảo vệ được SEC có nghĩa là ai hầu như cũng hiểu được dữ lực được đưa ra hiện bây giờ có thể là không hoàn hảo có thể là có nhiều lỗ hỏng trong đó và có thể được chỉnh sửa nhưng mà không ai có thể binh vực là SEC đã làm việc một cách tốt đẹp để mà quản lý thị trường này cho nên cho dù là một người không thích dự luật này hay là không đi crypto thì cũng không thể phủ nhận điều đó và không thể nói là chúng ta không cần lực được rất rõ ràng là sec đã khiến cho mọi thứ hỗn loạn hơn và ngay cả những người mà ủng hộ sec bây giờ đã cũng nghĩ là chúng ta cần phải có một cái luật mới để quản lý thị trường này và ngay cả những người như là các bạn thấy là thượng nghị sĩ warren cực kỳ ghét crypto cũng đã đồng ý ngồi xuống để đưa ra một cái dự luật tại thượng viện đó là dự luật giữa bên của thượng nghị sĩ Warren và thượng nghị sĩ Sinterlomus, một trong những người mà cực kỳ ủng hộ thị trường này. Ngay cả người đó cũng đã ngồi xuống để mà thỏa thuận rất rõ ràng chúng ta sẽ có luật. Đó là cái bước tiến tới. Chúng ta có những người mà cứ luôn chống đối crypto ở thượng viện hay là hạ viện nhưng mà những người đó cũng không đi đến đâu đâu các bạn. Tại vì phần lớn đều biết đây là một thị trường đã xuất hiện và sẽ không biến mất. Chúng ta cần phải có luật để mà quản lý. Và nói tới SEC đó thì chúng ta nhận được thông tin là SEC đã đệ đơn Chuyện công ty blockchain có tên là Quantstem có trụ sở tại Cali về việc bán ICO trái phép mà năm 2017 các bạn chứ không phải là bây giờ. Lúc đó đó thì công ty Quantstem này đã huy động được tổng cộng 28 triệu đô la. Thì công ty Quantstem này đã, đã đồng ý hoàn trả số tiền thu được từ ICO. Quantum cũng đã ngừng hoạt động và ngừng hỗ trợ cho cái nền tảng kiểm toán bảo mật hợp đồng thông minh tự động của họ kể từ tháng 6 năm 2019 rồi và token QSP đó sẽ bị vô hiệu hóa và vĩnh viễn bị hủy. Các bạn thấy được là cho dù ICO cách đây 5 năm và dự án này ngừng hoạt động thì vẫn không thể thoát khỏi SEC. SEC vẫn tiếp tục tiến tới kiện những cái dự án như thế này cho nên chúng ta phải cần có lực rõ ràng và chúng ta cũng đã có một nhận định đến từ Medi Lawman mà Thùng định chia sẻ với bạn ngày hôm qua nhưng mà hôm sẽ chia sẻ ngày hôm nay. chúng ta cũng đã từng nghe nói tới cái việc là SEC có kháng cáo hay là không thường nó chia sẻ khá nhiều những quan điểm mà nhất là đến từ những luật sư như là John Deaton nhưng mà Medi Lawman cũng là một trong những người ủng hộ crypto và cũng đưa ra những cái nhận định thông cảm thấy nó cũng mang cái độ chính xác cao. Thì đối với Medi Lawman khác với John Deaton thì Medi Lawman nghĩ là SEC sẽ đưa ra quyết định kháng cáo trong vòng 2 tuần. Tại vì ngay thì bây giờ đó scc chỉ có bốn lựa chọn mà thôi có nhiều người nói là tại sao scc à, không có kháng cáo ngay bây giờ mà đang suy nghĩ và tại sao khi mà SEC mà kháng cáo thì lại cần phải có được đồng ý của thẩm phán Torres và phải được sự đồng ý của cái tòa phúc thẩm. Lý do là tại vì cái điều kiện giữa SEC và Ripple vẫn chưa chấm dứt các bạn. Đó chỉ là một phần được chia sẻ từ thẩm phán Torres mà thôi. Vẫn còn những phần khác giống như là các bạn thấy SEC đó không những là kiện công ty Ripple bán chứng khoán chưa đăng ký mà kiện luôn cả những người lãnh đạo của công ty Ripple như là Chris Larson và Brad Garlinghouse. À, thì cái phần đó vẫn chưa có được giải quyết. À, và các bạn thấy được là một phần khác nữa thì thẩm phán Torres cũng đã nói là việc công ty Ripple bán token XRP trực tiếp cho người tôi đầu tư đó thì đã vi phạm luật chứng khoán tại vì đó là một hội đồng đầu tư à, phần đó vẫn chưa được giải quyết thì các bạn thấy được là một là phải ra tòa tiếp tục còn hai là hai bên thỏa thuận cho nên các bạn mới thấy là thẩm phán đó là hai bên bây giờ bắt tay thỏa thuận đi cái phần đó còn về XRP thì không phải là chứng khoán à, cho nên cái dự kiện này vẫn chưa kết thúc nếu như một dự kiện mà chưa kết thúc À, mà chỉ có một phần được công bố mà thôi giống như trong vụ kiện này đó mà cái người trong cuộc mà họ muốn kháng cáo thì họ cần phải được sự chấp thuận đến từ thẩm phán của vụ kiện đó và sự chấp thuận đến từ tòa phúc thẩm trước khi mà họ được kháng cáo và họ phải chứng minh được đó là những gì đang được đề cập đến là cái cốt lõi của luật thứ nhì nữa họ phải chứng minh được là có nhiều khả năng là những thẩm phán khác sẽ không có cùng quan điểm là điều thứ nhì điều thứ ba đó càng sớm kháng cáo thì càng tốt cho luật và càng tốt cho thị trường ba điều này đó là phải được thành lập và đối với La Lawman, SEC có thể dễ dàng chứng minh được ba điều này và sẽ được phép kháng cáo nhưng mà đương nhiên kháng cáo hay không đó thì các bạn sẽ thấy được SEC có lợi và có hại như thường thường chia sẻ trên biểu trước đây chứ không phải là kháng cáo là họ sẽ không có bất cứ cái vấn đề gì cho dù là thua khi mà họ kháng cáo mà thua rồi đó thì nó sẽ càng tệ hại hơn là bây giờ tại vì quyết định đó sẽ có hiệu lực và có sự bắt buộc đối với những cái tòa án bên dưới và đó là cái lựa chọn đầu tiên là bây giờ họ phải xin phép kháng cáo ngay bây giờ thứ nhì nữa đó là họ chờ đợi cho đến khi nào mà giải quyết xong hết vụ kiện này rồi họ mới kháng cáo tới đó họ không cần phải xin phép ai hết họ có thể là đơn để mà kháng cáo trực tiếp và cái lựa chọn thứ ba là họ sẽ bỏ cái phần còn lại nghĩa là họ sẽ không có ra tòa về uh, việc là kiện CEO uh, và lãnh đạo của công ty Ripple nữa họ bỏ phần đó đây có thể kết thúc nhanh vụ kiện này rồi kháng cáo và cái lựa chọn cuối cùng là settle nghĩa là hai bên thỏa thuận với nhau ngay thì đến bây giờ đó thì lo men nói là lựa chọn thứ nhì và thứ ba nó nó không có nhiều ý nghĩa và một là SEC sẽ kháng cáo ngay bây giờ còn hai là SEC sẽ thỏa thuận và khả năng thỏa thuận bây giờ đó là cực kỳ thấp luôn. Cái quyết định này ảnh hưởng rất lớn đối với những điều kiện khác liên quan tới Coinbase, Binance, Bitrex. Cho nên cái việc mà thỏa thuận bây giờ đó là cực kỳ xấu đối với họ với những cái điều kiện còn lại. Cho nên họ sẽ ra quyết định là kháng cáo ngay bây giờ. Tại vì càng để lâu đó thì càng xấu đối với họ. Có thể là kháng cáo thua còn xấu hơn nhưng mà thà như vậy còn hơn là cứ để một cái sự không rõ ràng như vậy kéo dài ảnh hưởng tới những điều kiện còn lại. Cho nên đối với Man thì đối với những cái sự lựa chọn này không có sự lựa chọn nào là tốt hoàn toàn với SEC nhưng mà có sự lựa chọn mà xấu ít nhất và mang lại cho họ ngay lập tức có những cái trọng lượng khi mà ra tò với những cái dự án khác đó đó chính là kháng cáo ngay bây giờ và Meloman nghĩ là trong vòng 2 tuần SEC sẽ có quyết định kháng cáo chúng ta hãy tiếp tục chờ đợi nữa xem coi là SEC có thật sự kháng cáo hay là không Chúng ta cũng có một số những thông tin còn lại cũng rất thú vị các bạn à, Chúng ta đã thấy là Robert Kennedy Jr. đây là một trong những người mà ủng hộ crypto, ủng hộ BTC Và Robert Kennedy Jr. đó cũng là một trong những người mà đang đứng ra để mà ứng cử à, vị trí tổng thống năm 2024 Và đã nói là sau khi mà dự hội nghị Bitcoin Conference năm 2023 Thì sau đó, đó đã mua cho mỗi người con của mình Ông ta có tổng cộng là 7 người con, mỗi người là 2 BTC Wow các bạn, cũng uh, chịu đầu tư cho con lắm cái video này cũng khá dài cho nên Thuần sẽ lướt qua những thông tin còn lại. Chúng ta thấy là có cái tin tức liên quan tới Binance, tuần nào cũng có hết các bạn. Và lần này đó thì à, Binance đã rút đơn ra khỏi cái bộ tài chính ở nước Đức các bạn. À, và tính luôn, nước Đức đó, thì Binance đã rời khỏi nước Austria, Belgium, Netherlands và đương nhiên đang bị kiện ở Hoa Kỳ. Các bạn thấy được là có rất nhiều những cái quốc gia ở châu Âu Binance đã rời khỏi rồi. Bây giờ đến nước Đức và chúng ta nhìn thấy được bên dưới này ra thì CZ vẫn luôn nói là ngay bây giờ đó thì ở châu Âu chủ sở chính và cái nơi mà quan trọng nhất đối với Binance đó chính là nước pháp tới bây giờ chúng ta nghe một số những tin đồn là binance bị điều tra ở nước pháp nhưng mà các bạn thấy được là binance thì bác bỏ những cái thông tin đó nói là đây là một cái cuộc điều tra cũng tương tự như là họ điều tra những sàn khác mà thôi không có gì đặc biệt liên quan đến binance hết À, thì hy vọng là họ sẽ không gặp vấn đề gì ở nước Pháp các bạn. Nhưng mà đó là thông tin mới nhất liên quan tới Binance ngày hôm nay. Và ngược lại đó thì cũng ở nước Đức, các bạn thấy được là Coinbase à, đã đưa ra thông báo là họ sẽ hỗ trợ thêm một số những đồng mới. Trong đó chúng ta có là đồng Helium, à, đồng Pleur, Arbitrum, Algo, zero, zero Audio, Lido và ATA. Đây sẽ là những đồng mà sẽ được à, bắt đầu ở trên sàn Coinbase ở nước Đức. Nhưng mà cho dù là sàn Binance các bạn thấy là gặp nhiều vấn đề ở một số quốc gia Nhưng mà ở Nhật Bản thì lại khác các bạn Binance đã mua lại sàn giao dịch Sakura Exchange Bitcoin như là SEBC vào tháng 11 năm ngoái Và SEBC sẽ được cấp phép bởi cơ quan dịch vụ tài chính Nhật Bản là GFSA, có nghĩa là Binance chính thức trở lại thì Nhật Bản với nền tảng mới vào tháng 8 và sẽ cung cấp đầy đủ dịch vụ thông qua việc mua lại một sàn như thường vừa chia sẻ với các bạn. Và các bạn thấy được là thông qua việc sở hữu cái sàn SEBC này, Binance có thể cung cấp đầy đủ dịch vụ cho người dùng Nhật Bản. Và các bạn thấy được là ở Nhật Bản đó, chúng ta đã nghe được thông tin ngày hôm qua là thủ tướng Nhật Bản cũng đã nói là Web3 có khả năng thay đổi internet và ở Nhật Bản thì họ cũng đã có sự hợp tác đối với sàn Binance đây cũng là một điều thú vị các bạn trong khi là nhiều quốc gia đối với Binance thì đang có sự e ngại nhưng mà Nhật Bản thì lại khác Nhật Bản thì lại tiến tới hợp tác và Binance một lần nữa trở lên Nhật Bản với một sàn mới và chúng ta nhìn thấy được là liên quan tới châu Âu đó thì chúng ta cũng có cái thông tin là ngân hàng trung ương của Ý đó thì họ có một cái trung tâm nghiên cứu là Milano Hub thì trung tâm nghiên cứu này đã công bố nỗ lực mới để giúp các tổ chức tài chính khám phá tiềm năng của DeFi và họ sẽ hợp tác với là Polygon và Fireblocks. Polygon theo bạn đã biết là Matic là cái mạng lưới tầng 2 của Ethereum và Fireblocks là công ty mà à, lưu trữ crypto dùng cho khách hàng. Và đây là tất cả các thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng Thuận Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus để giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Binance và một số như chiều khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì dùng để mà giao dịch mà thôi Không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp Tạm biệt các bạn Và trong video ngày hôm nay đây chúng ta cũng có một nhà tài trợ các bạn Nhưng mà nhà tài trợ đó chính là bản thân của Thuận Capital Thì như bạn có đã biết là Thuận đang gây dựng một cái kênh Thuận Capital Short Đây là một cái kênh mà có những cái video ngắn hơn Để các bạn có thể dễ dàng theo dõi và nắm bắt nội dung Nhưng mà nào mà có thú đó thì có thể tham gia đăng ký vào kênh Thuận Capital Short cũng như là Thuận Capital cũng đang gây dựng kênh Cost TV các bạn và cũng gây dựng một thời gian dài rồi đây cũng là một cái trang web các bạn có thể sử dụng để mà xem những video của Thuận Capital và các bạn có thể tương tác để có thể kiếm được token cũng tương tự như là Steam ngày xưa nhưng mà nào mà có hứng thú đó thì có thể tham gia vào kênh Cost TV hay là kênh Thuận Capital Short.